Chào các bạn đến với kênh Đại học Vlog. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái hiệu ứng về chữ. Đó, cái hiệu ứng nó như thế nào? Xin mời các bạn cùng xem đây. Đó là cái hiệu ứng mà mình muốn chia sẻ cho cùng các bạn cùng xem ha. Và cách làm như thế nào, xin mời các bạn cùng theo dõi mình làm ha. Và đây là cái phần mềm làm phim Power Director quen thuộc. Thì để làm cái đó chúng ta cần có hai cái video giống như nãy mình mới chia sẻ cho các bạn. Ở đây mình sẽ lấy những cái video có sẵn trên cái thư viện ha xuống ha. Đây cái thứ nhất, còn đây là cái thứ hai. Thì bây giờ mình sẽ bỏ những cái tiếng của nó đi ha các bạn ha. Mình tách tiếng đó bỏ đi, mình sẽ lồng một cái tiếng khác vô. Rồi mình bỏ rồi, mình sẽ lồng những cái âm thanh khác vô ha. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái âm thanh này vô ha các bạn ha. Mình sẽ lấy cái âm thanh vô. Rồi giờ nó có rồi, giờ mình sẽ cắt, do cái âm thanh này nó dài quá mình sẽ cắt bỏ cái phần đuôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo chữ ha, tạo chữ chạy. Bây giờ cái trong đây mình click vô trong cái hình này nha các bạn, cái video trong cái chắc một á, timeline á, mình vô tool, ha. Rồi sau đó mình vô motion tracker, nha. Ở đây á, motion tracker này các bạn click vô chữ test, chữ T cho mình ha, vô chữ T. Rồi, mình gõ cái chữ từ học vlog vô ha. Rồi, mình có cái chữ từ học vlog rồi. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái phông chữ cho nó. Tiếp theo là mình cho nó đậm lên ha. Sau đó mình chọn cái đường viền cho nó ha các bạn ha. Mình vô cái border, mình tạo cái đường viền đó, mình lấy chưa cái màu đen này nè. Rồi sau đó mình chọn màu đỏ, mình ok. Ở đây mình sẽ di chuyển lên trên phía trên chút. Mình chỉnh cho cái khung chữ nó nhỏ vừa phải thôi ha. Vừa phải so với cái hình để nhìn nó sẽ bị kỳ ha. Rồi bây giờ mình làm sao để cho cái chữ này nó chạy theo cái người này luôn. Mình phải bấm vô cái chắc này nè các bạn. Bấm vô cái chắc này nha. Đó. Các bạn để cho nó chạy hết cái đoạn video mà các bạn muốn ha. Sau đó khi mà nó hết rồi á, nó tự động stop lại. Mình nhấn ok thôi ha. Rồi. Thế là mình có được cái từ học vlog chạy theo rồi đó các bạn ha. Còn cái một này là cái gì đây không biết. Mình bỏ cái một đi ha. Remove. Rồi, mình có được cái này ha. Tiếp theo là mình tạo cái chữ, cái chắc thứ hai. Add vô. Các bạn add cái chắc thứ hai. Các bạn cũng làm giống như y chang như vậy luôn. Ha. Các bạn cũng vô cái tab, các bạn gõ cái chữ vô. Cái chữ đó là cái gì các bạn? Trượt ván đúng không? Trượt ván. Trượt ván. Rồi bây giờ mình chọn cái chữ ha. Cái chữ VN. Bù lông. Cái chữ chuột ván này nè các bạn, do là nó của Vinitime, các bạn phải chỉnh qua cái phông chữ Vinitime các bạn mới đánh được ha. Vini Window á.
quên nữa. Các bạn đánh vô đây nè. Chuột khoáng. Khi mà các bạn đánh vô đây thì nó mới ra ha. Rồi sau đó các bạn vô cái border, các bạn cũng tạo cái đường viền cho nó màu xanh. Đó. Thế là ok rồi ha, mình đặt vô đây ngay chỗ này. Đặt phía dưới của khoảng tầm ngang lưng cô gái. Bây giờ mình sẽ tạo hiệu ứng nha các bạn. Ở đây cái chuột ván á, các bạn tạo hiệu ứng cho nó. Mình click ok. Đây đi ha. Thì khi đó nó sẽ hiện ra cái chữ phía dưới này nè các bạn. Đó, cái chữ nó hiện ra cái chữ phía dưới này. Thì các bạn chỉ cần click vô cái chữ này. Các bạn vô cái chữ tool cho mình, vô cái tool. Sau đó các bạn vô chữ title designer. Đó. Các bạn chỉ cần click vô cái animation. Rồi mình vô cái in animation. Rồi mình chọn cái hiệu ứng nào mà mình thích ha các bạn ha. Thì bây giờ mình chọn cái hiệu ứng giống như cái video nãy mình mới vừa chiếu cho các bạn xem. Vô cái locking ha. Rồi mình ok. Trong trường hợp mà các bạn muốn locking in, locking out luôn, thì các bạn chỉ cần in. Mình in rồi phải không? Giờ mình qua out. Đó. Để cho nó hiện ra, mình vô cũng locking luôn ha các bạn ha. Thì nó sẽ tự động ra làm, nó kết thúc là nó tự động nó văng ra luôn ha. Rồi cái gì như cái chữ hồi nãy nó bị thiếu cái gì đó. Bây giờ mình quay lại cái motion tracker hồi nãy, nó còn cái chữ chuột quán nữa ha. Cái chắc chuột quán nó mất tiêu rồi. Bây giờ mình add lại cái chuột quán nha các bạn. Rồi, thì bây giờ mình làm lại nha. Nãy mình quên, mình đánh chữ xong rồi mà mình quên chắc nó. Rồi, mình vô test lại nha các bạn. Mình để gõ chữ chuột quán lại nha. Mình vô cái phông chữ mini lại nha. Đó. Khi mà các bạn gõ ra hay các bạn thấy nó bị lỗi thì các bạn vô cái Vini nha. Tùy theo cái phông chữ mà các bạn chọn. Mình cũng vô cái border. Rồi mình chọn cái màu đường viền đó. Màu xanh ha. Thế là mình có được cái chữ rồi. Thì các bạn chỉnh làm sao cho nó cái chữ nó dễ coi ha. Trong trường hợp mà các bạn nó dính thì mình có thể mình giãn nó ra các bạn. Mình không giãn ra đây được. Mình vô trong cái title designer mình giãn nó ra được ha. Rồi bây giờ để không mất cái này, mình sẽ tiến hành mình cho nó một cái phông chữ này phông chữ khác rồi. Nãy mình đánh chọn đây cái phông chữ của nó nè. Đó đúng với video mình lúc nãy mình chia sẻ cho các bạn luôn ha. Rồi chỉ chuột ván này. Bây giờ mình bấm vô chắc nha các bạn. Bấm vô chắc. Đó. Để cho nó chạy theo ha. Chứ các bạn không bấm vô chắc là nó không chạy theo nha. Còn bấm không bấm vô chắc là cái hồi bạn bấm ok nó mất tiêu luôn á. Giống như nãy mình mới làm đó. Rồi. Mình ok ha. Đó. Các bạn thấy không? Thấy chữ từ học với lóc ở trên và chuột ván ở dưới là nó đều có ha. Mà cái chuột ván hồi nãy dường như mình chưa có cho nó cái hiệu ứng. Các bạn click vô đây lại, sau đó các bạn vô tool, các bạn vô title designer, các bạn cũng vô cái animation, mình vô in animation. Rồi các bạn chọn cái hiệu ứng cho nó đi ha các bạn ha. Chữ đâu rồi? Đây, đợi 2 led. Đó. Rồi khi mình chọn in rồi, mình chọn out nha.
để khi mà các bạn nó xuất nó hết video nó sẽ out ra cho các mình, cho mình cái hiệu ứng nó đẹp hơn ha. Rồi, thế là ok, là mình đã có rồi. Bây giờ mình sẽ play cho các bạn xem thử nè. Ồ, nó có tiếng thì mình tắt tiếng đi. Đó, các bạn thấy không, cái chữ nó tạo như vậy đó. Bây giờ nó khi mà nó hết nó sẽ mất cái chữ đó đi. Đó, các bạn thấy không. Rồi tiếp theo là mình tạo cho cái phía sau ha. Cái phía sau mình sẽ không làm cái motion tracker mà mình làm một cái cách khác, đó là mình vô cái title room ha. Title room mình lôi cái my title xuống. Rồi, ở trong ngay trong my title này các bạn cũng click vô trong chữ tool, vô cái title designer đó. Ở đây các bạn cũng gõ cái chữ vô ha, để mình chỉnh cái phông chữ lại, unicode lại. Mình sẽ tiến hành mình gõ chữ từ học vlog vô nha. Rồi mình sẽ chọn cái phông chữ nha các bạn. Ở đây mình cũng chọn cái đường viền cho nó luôn ha, border cho nó màu đỏ ha. Thì ở đây nè, trong trường hợp mà các bạn muốn giãn chữ này ra, các bạn á, nằng này nó đậm lên, các bạn muốn giãn chữ nó ra thì các bạn vô chữ ngay chỗ này nha các bạn. Ngay chỗ chữ T này nè, giãn cái khoảng cách chữ nó ra. Đó, ví dụ như mình gọi 3, nó giãn ra nè ha. Rồi, sau đó các bạn copy paste, bấm Ctrl C, các bạn bấm Ctrl V, copy paste. Các bạn đánh cho mình thể thao lành mạnh vô ha. Thể thao lành mạnh. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn cái phông chữ cho cái chữ này nha các bạn. Đây, mình chọn chữ thể thao lành mạnh rồi. Mình chọn cái border màu xanh ha. Mình click vô cái màu này nè, nó mình chọn vô đây. Đó, các bạn thấy không? Thành chữ thể thao lành mạnh rồi đó. Rồi, cái tiếp theo là cái gì các bạn? Các bạn cần làm là mình tạo hiệu ứng cho nó, mình cũng vô cái animation nha cho nó ha. Rồi các bạn click vô in animation, nó hiện ra cái thể thao lành mạnh. Mình sẽ chọn cái phông chữ cho nó, phông chữ có rồi quên, mình chọn cái hiệu ứng chứ. Beaming up. Đó, beaming up. Bây giờ mình sẽ chọn beaming up. Rồi, cái tự học vlog luôn, cũng vậy luôn ha. Tự học vlog luôn, mình cũng chọn cái assembly play. Đó, rồi mình nhấn ok. Bây giờ mình sẽ play từ đầu tới cuối cho bạn xem ha. Rồi mình lay đây. Đó, cái chữ này nó sẽ hiện ra và nó di chuyển theo ha, nó di chuyển theo đối tượng cho nên nó sẽ rung. Đó, nó như vậy đó. Còn cái đối với cái chữ này nó đứng im luôn nha các bạn. Đó, đứng im. Lý do là sao? Nó là dạng my title mà dạng test trong cái title room ha, chứ nó không phải là motion tracker, nó không phải là di chuyển ha. Và nó có những cái hiệu ứng như vậy. Các bạn thấy nó đơn giản không? Sau khi mình làm xong, các bạn chỉ cần xuất file là ok ha. Rồi mình lưu nó lại. Xuất file thì các bạn cũng đã biết xuất file rồi. Thì mình sẽ không xuất file ở đây ha các bạn ha.
Các bạn thấy nó đơn giản không? Mà rất là hay ha. Đây là một cái hiệu ứng mà chúng ta có thể áp dụng trong cái video của chúng ta, tạo ra những cái chữ rất là đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi nha. Các bạn đừng quên cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bạn.